Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một dòng sản phẩm của thương hiệu Takeo. Đó là dòng sản phẩm máy thái khô đa năng. Máy thái khô đa năng có thể thái được chuối, các loại rau bèo, cây cỏ, và đặc biệt có thể băm được các loại cành nhỏ để cho dê, cho bò, cho trâu ăn, những cái loại thân cây ngô hay là thân cây mía, và những loại cành nọc sống ở miền Đông Nam Bộ dùng cho nọc tiêu, cắt tỉa ra để băm nhỏ để tận dụng cho dê ăn. Và bây giờ khái quát về dòng máy này: máy thái thô đa năng Takeo sử dụng motor 1,5 kW dây đồng, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Motor được kết nối với lại trục qua hệ thống dây phun loa và trục bạc đạn của Nhật, kết nối vào hệ thống đường dao băm. Hệ thống dao băm có cần gạt để khi băm và sẽ đẩy ra để tránh được hiện tượng là máy bị nghẹt. Nắp mở đóng rất là tiện dụng, các bạn nha, chỉ việc đóng vào và cài chốt an toàn lại. Máy được sử dụng CB để bảo vệ motor và an toàn khi cho sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Khi cấp điện và chúng ta chỉ bật CB lên, máy chạy. Đầu tiên chúng ta sẽ test những cái cành nọc sống để băm cho dây ăn. Cành nọc sống rất đơn giản, chúng ta chặt và chỉ việc đưa vào và máy sẽ tự cuốn vào từ từ. Để cho bò ăn. Cỏ này là cỏ tương tương đương với cỏ voi nha các bạn. Ở đây là lục bình, chúng ta băm cho heo ăn, cho dê ăn cũng được nha các bạn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ test thử đường kính chuối nha. Đường kính của miệng vào là rộng đến 17 nha các bạn. Rất là tiện dụng để băm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái nguyên liệu thực tế khi mà máy băm ra được. Đầu tiên là nguyên liệu cành cây cho dây ăn. Băm rất là vừa đều, băm nhuyễn và nát quá. Các loại cỏ cho bò ăn. Dù các loại cỏ voi thân gốc gà chúng ta vẫn có thể băm bình thường ra thì bò và dê sẽ ăn được tối ưu hơn. Và tiếp theo là đến lục bình nha các bạn. Lục bình băm rất là đều cho heo. Cuối cùng là thân cây chuối chúng ta vừa băm. Cái này chúng ta chỉ được chuộng thêm cám và nó có thể bỏ trực tiếp vào cho bò, cho dê hoặc cho trâu ăn được. Sau video này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về sản phẩm máy băm nhuyễn dành cho heo, gà, vịt ăn, về các dòng chuối, rau bèo, lục bình. Đây là dòng sản phẩm máy thái khô của chúng tôi nha các bạn. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm máy băm thái khô đa năng Takeo, các bạn hãy inbox xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline ở bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.